Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ với các bạn một cái căn nhà biệt thự 2 tầng mà đơn vị chúng tôi thiết kế cho chú Ngọc ở thành phố Hải Phòng. Với cái mẫu thiết kế này, mặt tiền là 7m, chiều sâu nhà là 14m, thì gồm có 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ và khu vực bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh đầy đủ khép kín bên trong công trình này. Thì bây giờ mời các bạn cùng tôi sẽ lắng nghe một chút đoạn video giới thiệu về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green, sau đó thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn toàn bộ hồ sơ của công trình này. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe một đoạn chia sẻ về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ hồ sơ của công trình này. Với cái công trình thiết kế này thì chúng tôi đã về khảo sát và lên phương án thiết kế cho gia đình chú Ngọc thiết kế một cái căn nhà kích thước mặt tiền là 7m, chiều sâu nhà 14m. Thì với căn nhà này có những điều gì đặc biệt thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất thì các bạn quan sát là chú mong muốn kiểu tuổi của chú cũng là lớn tuổi rồi, thì chú thích cái kiểu nhà theo dạng tân cổ một chút. Thì ở đây chúng tôi cũng ở cái phần cột thì chúng tôi đắp một chút theo dạng tân cổ nhưng mà nhẹ nhàng thôi, cho nó tăng lên cái vẻ đẹp công trình. Thứ hai là cái phần ban công. Ban công thì chúng tôi sử dụng các cái con tiện bê tông có sẵn, và các cái con tiện này sẽ giúp cho cái ngôi nhà dạng tân cổ điển nó sẽ nhìn nó có cái vẻ đẹp và sang trọng và gần gũi hơn. Tiếp theo thì công trình được sử dụng cửa đại thì làm bằng gỗ lim Nam Phi. Thì những cái vị cửa đại là cửa mà đã được che chắn bởi cái phần mái hiên thì làm bằng gỗ lim Nam Phi, còn cái không gian cửa còn lại thì làm bằng thép inox và sau đó để sơn tĩnh điện màu vân gỗ. Thì chú làm ở xưởng là xưởng cơ khí cho nên là chú sẽ sử dụng thép inox và sau đó phun cát, sau đó thì dùng sơn tĩnh điện để sơn màu cùng với màu của gỗ thì nó rất là bền màu, so hơn bền với thời gian hơn là cái việc chúng ta dùng nhôm sifa. Thì chúng ta biết đặc điểm của thép inox là không bị han gỉ theo thời gian và rất là bền. Bây giờ thì chúng ta có sử dụng thêm một cái nữa là chúng ta sơn lên nữa thì cái phần cửa thép bằng inox này nó rất là bền theo thời gian, các bạn chú ý như vậy. Do cái đặc điểm mà nổi bật của thép inox là nó chỉ có màu trắng thôi, ở đây chúng ta sẽ phun cát tạo độ nhám, sau đó sơn lên thì nó bám rất là chắc các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn có góc nhìn từ trên cao, chúng ta nhìn xuống. Từ trên cao nhìn xuống ở cái góc nhìn này thì các bạn nhìn thấy cái phần hệ mái của công trình. Thì ở đây các bạn này, đấy, cái mái của công trình rất là đơn giản như này thôi các bạn. Đấy, cái hệ mái của công trình sử dụng ngói màu các bạn nhé. Do đặc điểm không gian của nhà phố ở thành phố Hải Phòng thì xung quanh là đã có nhà hết, cho nên là cái phần mái thì sẽ phải thu nước. Đây, chiều 7m các bạn thu nước. Đấy, một chút chúng ta thu lại. Và phần mái đua ra thì cái phần đua ra đủ để hở xung quanh để cho gió ánh sáng vào không gian nhà các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta làm cái mái rủ bình thường ấy thì khi trời mưa thì cái nước mưa nó sẽ hắt dài ra cái khu vực chúng ta để ô cửa sổ rồi 50cm thì vẫn không đủ, sẽ bắn ra nhà hàng xóm. Thì chúng ta chú ý là như vậy về cái phần hệ mái. Ở cái góc nhìn này thì các bạn nhìn được cái không gian tổng thể của công trình nhé. Thì ở đây phần ô cửa sổ thì chúng tôi cũng đắp một chút phào chỉ để tạo ra cái điểm nhấn đặc biệt cho không gian nhà. Đây các bạn nhìn, đây cái hệ phào chỉ đây. Đó. Đây các bạn nhìn cái phần trên này, nó dễ hơn này. Đó. Đây các bạn nhé. Đó. Đây. Không gian này nó dễ hơn rất là nhiều. Đấy các bạn nhìn cái phần phào chỉ xung quanh của ô cửa sổ ấy, nó tạo ra cái điểm nhấn đặc biệt, nhìn nó đẹp hơn. Cửa sổ trên, cửa sổ dưới. Và phân tầng giữa các tầng thì đều có các cái vị trí trang trí tương tự như vậy. Bây giờ thì các bạn sẽ đến với cái không gian công năng chi tiết của công trình. Trước khi sang phần công năng chi tiết thì các bạn quan sát là đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green áp dụng cái công nghệ BIM, nghĩa là chúng ta sử dụng phần mềm để bóc tách hồ sơ làm sao nó dễ hiểu nhất, nghĩa là có 2D thì sẽ có một bản vẽ 3D, nó rất là tường minh.
Và chính vì điều này có sự khác biệt hoàn toàn với các đơn vị khác, thì các bạn nhé, thì các bạn có thể lấy một bộ hồ sơ của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green so sánh với các đơn vị khác. Nếu là những gia đình mà đã sử dụng cái dịch vụ của công ty thiết kế nhà đẹp Green rồi thì chúng ta thấy có điều hoàn toàn khác biệt, rất là hồ sơ rất đầy đủ chi tiết và các bác thợ là làm rất là tường minh, không phải hỏi lại gì cả vì mọi cái nó đều rõ ràng rồi. Và chính vì cái điều đấy thì cái chi phí và để làm cho cái tạo ra cái thương hiệu của công ty thì nó so, các bạn có thể so sánh với các đơn vị khác thì có thấy rất nhiều cái ưu điểm đặc biệt. Các bạn chú ý như vậy khi các bạn lựa chọn đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Đây thì các bạn nhìn với cái không gian kích thước của căn nhà của chú Ngọc đây ở thành phố Hải Phòng. Phòng khách là 22 m², phòng bếp 18 m², và ở đây với nhà thì có phòng tắm và vệ sinh chung là 5 m², phòng ngủ số 1 13 m², phòng ngủ số 2 12 m². Đây tới tầng 1 thì các bạn chú ý như vậy. Kích thước đất là 7 m, chiều sâu nhà là 14 m. Tiếp tục thái các bạn sẽ đến với đây, cứ 2D thì có cái hình ảnh 3D, thợ rất dễ làm các bạn nhé. Đó. Cứ 2D có 3D. Ở trên tầng 2 đây, trên tầng 2 thì chúng ta sẽ lên. Ở trên tầng 2 chúng ta đi hết khu vực cầu thang. Thì các bạn đi khu vực cầu thang từ dưới này lên đây. Lên đây thì các bạn sẽ đến một cái phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung ở trên tầng 2 nó khác với cái phòng khách ở phía dưới. Phòng sinh hoạt chung này để dành cho các cái thành viên trong gia đình. Còn phòng khách phía dưới thì dành cho những vị khách quý của chúng ta, có thể là bác hàng xóm sang chơi hoặc người bạn đâu đó chơi. Còn cái phòng sinh hoạt chung ở trên tầng 2 này là dành riêng cho các thành viên trong gia đình. Đấy, con cái, bố mẹ chúng ta có thể tâm sự với nhau trên cái không gian phòng sinh hoạt chung này. Ở trên này chúng ta cũng có hai phòng ngủ tương tự cũng như ở phía dưới. Phòng ngủ số 3 13 m², phòng ngủ số 4 12 m² và phòng vệ sinh 5 m². Trên như nào dưới tương tự như thế để trong quá trình thi công chúng ta dễ thi công về hệ thống đường thoát nước. Và đây chúng ta có một cái sân phơi 6 m² và phòng thờ 13 m², có khu vực sảnh ở ban công là 5 m². Đấy các bạn nhìn nhé, cứ có 2D sẽ có 3D. Đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì rất là tiên phong trong lĩnh vực này, thì các bạn thấy có sự khác biệt hoàn toàn khi các bạn đặt đơn vị chúng tôi. Đó, các bạn chú ý như vậy. Đây tôi sẽ mở nhanh cho các bạn cái hồ sơ bản vẽ. Cứ 2D 3D, đây là cái phần bản vẽ mái này. Đây hệ thống mái này. 3D sở gù mái này. Đây các bạn nhìn. Đó. Rất là tường minh và rõ ràng cho các bạn nhá. Cứ 2D 3D. Đó. Các bạn nhìn đấy, cứ bản vẽ 2D có bản vẽ 3D. Nó rất là tường minh và rõ ràng. Bất kể trình độ các bác thợ nào cũng làm được. Đấy, bất kể ai cũng làm được, các bạn chú ý như vậy. Đây các bạn nhìn cái mặt cắt, chúng ta nhìn này rất khó hình dung thì có cái mặt cắt 3D đây. Các bạn nhìn rất là rõ. Đó, khu vực đây mặt cắt khu vực cầu thang cắt ngang nhà đây, khu vực cầu thang đi lên này. Đó, rất là rõ ràng tường minh nhé các bạn nhé. Đây khu vực bậc cầu thang đây. Đấy, 3D cầu thang đây. Để các bạn nhìn để cho các bác thợ có thể thi công chúng ta hình dung được các cái phần bậc, chiều cao bậc, cổ bậc và các cái phần chiếu nghỉ, khu vực nào chúng ta sẽ hoàn thiện hết cho các bạn. À, quan sát. Đấy các bạn nhìn. Thì toàn bộ cái hồ sơ của công trình thì chúng tôi đã bàn giao hết cho gia đình rồi. Đấy, các bạn có thể xem một chút về cái hồ sơ bản vẽ kết cấu. Hồ sơ bản vẽ kết cấu của công trình đây. Đó. Đấy, rất là tường minh luôn các bạn nhé. Nào. Ok. Vừa rồi chia sẻ nhanh với các bạn về toàn bộ cái hồ sơ của công trình mà do đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế và bàn giao toàn bộ cái công trình này cho chú Ngọc ở thành phố Hải Phòng rồi các bạn nhé. Những bạn nào ở thành phố Hải Phòng mà cần tư vấn thiết kế nhà thì hãy liên hệ ngay với đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số hotline 0386 325 566 thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ toàn bộ các quý khách hàng trong toàn quốc các bạn nhé. Những bạn nào ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khu vực Hải Phòng mà cần thiết kế thi công trọn gói công trình thì cũng hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiết kế xong và thi công luôn cho các bạn để các bạn có được một trọn bộ không gian của ngôi nhà của chúng ta các bạn nhé. Thì tiếp theo thì mời các bạn sẽ theo dõi cái video để chúng tôi bàn giao hồ sơ bản vẽ cho nhà chú Ngọc để các bạn có thể xem một đoạn video để các bạn cảm nhận được cái quá trình chúng tôi bàn giao công trình như thế nào, để các bạn sẽ có một góc nhìn chân thực nhất về đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green. Nếu là người đầu tiên theo dõi video này, các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh YouTube Phạm Văn Tuân nhá. Rồi chúng ta nhớ rung chuông bên cạnh thì mỗi lần đơn vị chúng tôi phát sóng một video thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đặc biệt những bạn đang lao động ở nước ngoài mà cần tư vấn thiết kế và sử dụng cái dịch vụ thiết kế online
trên các phần mềm Zalo, Facebook, Viber. Các bạn đang lao động nước ngoài muốn xây dựng người thân yêu của mình một căn nhà mơ ước thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video bàn giao hồ sơ bản vẽ công trình này.